Chúa này. Cú đạp của người đàn ông vào mặt nữ công chứng viên quá coi thường pháp luật. Một nữ công chứng viên ở phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị một người đàn ông hành hung phải nhập viện. Ngày 25 tháng 2, một clip được tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông có hành động to tiếng tại một văn phòng công chứng. Người đàn ông này dùng tay chỉ vào mặt một nữ công chứng viên và có lời lẽ thô tục. Ngược lại, mặc dù bị sỉ vả, nhưng nữ công chứng viên vẫn ứng xử nhẹ nhàng. Còn người đàn ông thì đe dọa hành hung. Mày đừng trêu tao nhé. Mày trêu tao mày chết nhé. Mày nói cẩn thận đấy nhé. Mày bước chân ra khỏi phòng này tao đánh vỡ mặt mày ra đấy. Mắng chửi chưa đủ, người đàn ông này còn nhổ nước bọt vào mặt nữ công chứng viên. Hành động quá thô bạo, không thể chấp nhận được. Dù có cãi vã nhau ngoài đường phố, cũng hiếm có trường hợp nào đàn ông lại có hành xử vô văn hóa như vậy với phụ nữ. Nhưng sự thô bạo không dừng lại ở đó. Không đợi phải ra khỏi phòng như đã đe dọa, người đàn ông đá vào mặt nữ công chứng viên khiến nạn nhân phải nhập viện. Đá khi nữ công chứng viên còn ngồi ở bàn làm việc. Đã đá vào mặt nữ công chứng viên rõ rành rành như vậy, nhưng người đàn ông này vẫn vu cho người ta đánh mình. Mày dám đánh tao à, con chó này. Vụ hành hung đầy chất côn đồ này xảy ra tại phòng công chứng, trước sự chứng kiến của nhiều người là nhân viên và khách hàng. Ai cũng phải phẫn nộ trước hành động của người đàn ông này. Cho dù vì bất kỳ lý do gì, cũng không thể chấp nhận một người tấn công người khác. Ở đây là đàn ông hành hung phụ nữ bằng tiếng chửi, nhổ nước bọt và đá vào mặt. Nữ công chứng viên là người lao động, đang làm việc tại văn phòng, lại bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bị thóa mạ, chửi bới và thậm chí đánh đập. Ai bảo vệ người lao động? Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải vào cuộc để đòi công bằng cho nạn nhân. Clip ghi lại hành động người đàn ông làm nhục và hành hung nữ công chứng viên rất rõ ràng. Trong văn phòng có nhiều nhân chứng, chứng cứ đầy đủ. Công an địa phương điều tra, xử lý theo pháp luật. Đất nước có uy quyền pháp luật, văn minh cộng đồng, đạo đức xã hội, không thể để cho ai có quyền hạ nhục, hành hung, coi thường phẩm giá và sinh mạng của người khác.